Sáng ngày 2 tháng 11, ông Nay Y Sét, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, cho biết các lực lượng chức năng cùng với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Hinh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người phụ nữ mất tích tại vùng bán ngập ở lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Trước đó, sáng ngày 31 tháng 10, một người phụ nữ, sinh năm 1993, trú tại thôn Y Ngao, cùng chồng và em gái, đi thuyền qua vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh bẻ bắp. Đến trưa cùng ngày, cả ba lên một ghe nhỏ cùng hàng hóa để về nhà. Khi đến khu vực bến 2A, thuộc địa phận thôn Y Ngao, đầu nguồn lòng hồ thủy điện Sông Hinh, thì bị lật ghe do nước lớn, chồng và em gái bơi được vào bờ, còn người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Hiện nay thời tiết tại xã Sông Hinh vẫn còn mưa và nước sông tiếp tục dâng, nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.